trong khói nắng. Đây, nắp lại bỏ tủ lạnh. Cầm cả vỏ và bỏ một cái mẫu muối, cho quả đen thôi. Cách nấu khoai cho đại gia ăn trong mùa dịch. Vào hết vỏ. Hướng dẫn nấu khoai cho đại gia ăn lúc mùa dịch nha. Mình chuẩn bị một cái nồi hấp nước sôi rồi mình bỏ vào nha. Bỏ mấy củ có xuống trước. Một ít muối nha. Rải một ít muối cho nó mặn mặn ăn cho nó ngon hơn. Rồi bên đây nắp lại chờ khoảng 15 phút, 20 phút gì đó mình mở lửa nhỏ lại nha. Wow, khoai nó vàng đẹp quá mọi người ơi. Mình cào ra nắp nó vàng, ghê không? Trời đang mưa, lặng mưa một chút nha quý vị ơi. Bên mình thử khoai lang khoai chín chưa nha? Khoai chín rồi. Mình dỡ nắp ra, mình cho nó nguội nha, cho nó bay bốc hơi đi nha. Mình bê cái độ này xuống luôn, đổ nước ở trong ra. Bơm ra xong rồi mình đổ cái chảo bếp, mình đổ cái chảo nóng lên, mình bỏ nha vào. Vậy cho nó khô nha. Mình chỉ cần gấp 20 phút thôi nha. Mình để lâu là khoai nó mềm, nó dở lắm. Sau 20 phút mình tắt bếp xong, mình đẩy, mình để đó. Đến 5 phút được, mình đẩy nắp, mình tắt bếp xong, mình để đó. Thêm chút mình dở nắp ra. Mình để khoảng ngồi thôi, mình đẩy đó. Nên sau đây, khoai đã thành công rồi. Thôi mọi người, nói về hướng dẫn cách nấu khoai cho đại gia ăn mua COVID. Ảnh Hồng Vlog, Hồng Ảnh Vlog YouTube. Mọi người thấy hay thì đăng ký cho mình một like, share, ủng hộ kênh nha. Ngồi thôi nó khô lại, mình hốt ra mình bỏ trong tủ lạnh cho nó mát, càng lạnh ăn nó ngon hơn nha. Ăn khoai lạnh ngon hơn khoai nóng. Khoai lạnh nó ngon hơn khoai nóng. Đây, nắp lại bỏ tủ lạnh nha. Muốn ăn liền thì bỏ ngăn đá.